bạn. Đây là một cái MV thứ hai của cô Cát với cái bài hát là Ben Ben. MV này nó có nhiều cái ngộ lắm, ngộ nghĩnh nè. Khi ta xem cái này ta phải ngộ ra một điều là cuộc sống này không nên ganh tị, ganh đua, ganh ghét hay là giành giật cái gì với ai cả. Nhất là tình yêu, cái gì của mình là của mình, còn không phải của mình là không phải của mình. Nhìn tôi hợp với cô dâu lắm hả? Ôi nhìn tôi hợp làm cô dâu lắm hả? Bên này nè. Ngay được luôn. Đạt có thể ngồi giống như em. Bà Đạt ngồi nửa đất ra như bên đây. Đôi ta chơi bắn súng khơi khơi, chơi công an đi bang 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 bắn ngay em bên bên, em ngã trên sân bên bên, tiếng súng khi xưa bên bên, ta sẽ không quên bao giờ. Em cũng theo anh tin sung khi xưa bang, bang. Ta sẽ dạ? Không quên bao giờ. Tại sai đó. Bao năm qua ta đã 20, câu yêu thương đã đến đó, cho đôi. Quang mèo nè, tính vô nè, kêu tấn bạc cuốn vô nè. Để xuống. Anh đã ra đi. Anh đi theo duyên mới xa xôi. Ngu quá, bạn sao? Bỏ. Ngu quá. Ngu quá. Ngu. Ngu hồi sao ngu? Ra chân, hai chân ra tay là cái bốp. Ra tay là cái này nè. Hai cái không. Gì? Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với. 3, 2, 1, dễ. Ôi, hay quá à. Trời, trời. Nay khi ta ra trốn công viên, trong bao nhiêu em bé hân hoan, chơi công an đi bắt quân gian, anh đi theo chơi bắt nhau luôn bên bên. Ta nhớ năm xưa bên bên, trong trái tim ta bên bên, tiếng súng khi xưa bên bên, ta sẽ không quên bao giờ. Làm gì mà sợ dữ vậy? Đã xỉu rồi. Ta đã 20, câu yêu thương đã đến cho đôi. Môi hôn thay câu nói thơ ngây, chơi yêu thay chơi bóng. Đại rồi, nhập lượng. Ai xem coi lối nơi ai, anh ra đi, anh đã ra đi, anh đi theo duyên mới xa xôi. Đây, nói chung là rất là căng và rất là cực. Lần nào quay với cô khác cũng căng, căng cái đầu. Lần này đỡ hơn là tại vì được ăn, ăn cơm, ăn đồ ngon cho nên nó vẫn khỏe. Ta sẽ không bao giờ quên. Mệt quá hả? Mệt quá. Cầu này nè, các bạn thấy không? Cầu này cái cầu dáng khó đi lắm.
đó, đi trên cái cầu này nó cũng ngộ thiệt luôn đó, rất là khó đi, phải cố gắng bởi vì cảnh quay này nó sẽ đẹp. Đây cô Long giả không biết đu dây. Trời ơi, tại sao mỗi lần dựng là lại leo lên dây, leo lên cây ngồi vậy? Tại sao mỗi lần dựng ta lại leo lên dây ngồi vậy hả? Cô Long, nó tưởng có một mình cô Long là biết đu dây, ta cũng biết chứ bộ. Nhảy lên thôi, đi im ra đây là ngồi đó, ngồi gung đó. Ây da, ta là Dương quá, đâu phải Spider-Man đâu mà bắt ta đeo vậy. Ta là bạn của Quá Nhi, ta là Quá Giang. Hai da công nhận Long thiệt nhiều à. Cũng khổ cho cô Long lắm mà, lâu lâu ta cũng bắt da hoài á. À, hơn người thường luôn. Ây da, ta là chó hả? Ây da, là trắng nõn nè, thơm phất. Ây da, ta giết. Cái gì vậy? Cái thằng Quá Giang này, mày đúng thiệt là gian quá mà. Thôi. Ngoài tròn mày mày mù mù phun phun cho hơi pin hơi chi trên lòng lòng mặn mặn cầu cú gì. Này cô Long, cái này không phải là Quá Nhị mà là Quá Vàng, bạn Quá Nhị. Quá mệt. Kêu diễn là mọi người diễn nha, rồi sau mà khi mà anh vỗ cái bóp là tất cả mọi người nhìn thẳng về đây, nhìn thẳng cái điểm giữa của cái thảm đỏ nè, nhìn thẳng. Thanh Quảng cũng là một cặp, mình cũng là của nhau. Là vợ anh nhé, em ở ba dịu sông. Đúng rồi, sáng giàu. Rồi đứng đó đi, tới đây. Quay xong rồi, hút thuốc. Thư khỏe lắm. Hai ngày quay clip cho bà Cát Phượng thư ngủ được 5 tiếng đồng hồ. Bây giờ nè, sa rê sa ơ nha. Đó, coi đi. Đó, thấy không? Thì có chắc phải đòi bà Phượng sao chứ cho bà Phượng cái đầm này luôn. Có gì đó mà tương lai mà. Yêu thấu hiểu, của trái tim luôn thấu hiểu em. Anh có một bờ vai đủ sông.